Phong Thủy Tâm Nguyên xin chào các anh chị. Như các anh chị đã biết, đây là thời điểm kết thúc của một năm 2018 Mậu Tuất và đây cũng chính là thời điểm bắt đầu của một năm 2019 Kỷ Hợi. Thời điểm Tết đến xuân về là thời điểm thích hợp để chúng ta gặp gỡ, gặp lại những người thân yêu, những người anh em, bạn bè của chúng ta sau bao nhiêu ngày xa cách. Đây cũng chính là thời điểm thích hợp để chúng ta dành tặng những câu chúc chân thành, những lời nhắn nhủ yêu thương đến với những người anh em, những người bạn bè, những người lãnh đạo, người sếp của chúng ta đã giúp đỡ, dìu dắt chúng ta trong suốt quá trình phát triển sự nghiệp. Vậy thì ngoài những câu chúc chân thành thì chúng ta còn mong muốn gửi đến những món quà thể hiện thành ý, thể hiện tâm ý, mong cầu những điều tốt đẹp nhất, mong cầu những điều tốt lành nhất, những điều liên quan đến tài lộc và may mắn đến với những người thân yêu của chúng ta. Thấu hiểu những suy nghĩ đó của các anh chị, cùng với sự nghiên cứu chuyên sâu về bộ môn phong thủy, Phong Thủy Tâm Nguyên xin hướng dẫn chia sẻ với các anh chị những món pháp khí, vật phẩm may mắn mà căn cứ làm đó anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn để trở thành một trong những món quà đắc ý để dành tặng đến những người anh em, đồng nghiệp, những người sếp, người lãnh đạo của chúng ta. Trước mắt các anh chị đây là năm món pháp bảo hàng đầu mà các anh chị hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn: ngũ phẩm tụ tài, tăng cường tài lộc, thu giữ tài lộc, hay tụ bảo tài hoa mai, trấn giữ tiền của, kích hoạt tài lộc, hay long huấn vượng quan, trả nhị phi thăng quan tiến chức, hay tỷ hữu bạch ngọc, thu thu tiền tài, hóa giải những điều thị phi về tiền, hay bình an như ý, thu thu những điều tốt đẹp, hóa giải những sự xung sát, tăng cường thêm tài lộc và sức khỏe, là đều là những món vật phẩm phong thủy mang lại những điều tốt đẹp nhất mà các anh chị yên tâm lựa chọn. Tại Phong Thủy Tâm Nguyên, các vật phẩm luôn được các thầy trong hiệp hội phong thủy dịch học thế giới phân hội tại Việt Nam khai quang hạt chú xem ngay giờ sử dụng. Chi tiết mời các anh chị theo dõi video. Tụ bảo tài, pháp khí siêu tài số 1 cho ngôi nhà của bạn. Trong phong thủy, việc kích hoạt tài lộc hay yếu tố tụ tài, tăng cường cát khí, vượng khí cùng với những phương án hóa giải sát khí luôn được ưu tiên chú trọng. Trong đó, pháp khí hàng đầu được giới chuyên gia phong thủy sử dụng đó chính là tụ bảo tài. Ở đây, Phong Thủy Tâm Nguyên hướng dẫn đến các anh chị hai phiên bản pháp khí tụ bảo tài, đó là tụ bảo tài thiền thử hay còn gọi là ngũ phúc tụ tài và tụ bảo tài hoa mai. Là những vật phẩm hàng đầu trong việc để tích trữ, lưu giữ lại tài lộc trong nhà, trong cơ quan hay để trấn sát cho những trường hợp cửa chính thông với ban công ở nhà chung cư, cửa chính thông với cửa phụ ở nhà thổ cư. Tụ bảo tài tức là tụ giữ, lưu giữ lại tài lộc. Do vậy, đối với những gia đình làm ra nhiều của cải vật chất nhưng lại không giữ được, hoặc làm ra nhưng không có sự tồn đọng, tích trữ về tiền bạc trong nhà thì việc sử dụng tụ bảo tài là rất hiệu quả. Tụ bảo tài do Phong Thủy Tâm Nguyên chế tác được làm từ bạch ngọc, là vật phẩm có tính dương khí rất mạnh, ngoài việc hóa giải sát khí thì còn có tác dụng chiêu hút, tăng cường thêm tài lộc trong gia đình. Với tụ bảo tài thiền thử, bốn cạnh của tụ bảo tài là tượng của bốn cụ cốc thiền thử bằng đồng vàng, có tác dụng tăng thu về tài lộc, ngăn cản tiểu nhân quấy phá hoặc những người có ý định chiếm đoạt tài sản của gia chủ. Trong lòng tụ được chứa đá thạch anh ngũ sắc cùng một quả cầu đá thạch anh hồng để mang yếu tố thu thu vượng khí và kích hoạt tài lộc cho khu vực trung cung của nhà, đặc biệt trong hai năm 2018 và 2019 này, khu vực trung cung đường vượng. Với tụ bảo tài hoa mai là sự kết hợp hài hòa giữa những đường nét mềm mại của phần bồn tụ cùng với những chi tiết nổi bật của phần tay nắm hình hổ phù, mang ý nghĩa về trấn giữ tài lộc và hóa giải thị phi tịch tà. Chi tiết này được mạ vàng nano sang trọng. Trong lòng tụ, ngoài đá thạch anh ngũ sắc còn có 5 đồng hoa mai chiêu tài giúp tăng cường vượng khí, kích hoạt tài lộc ở mức tối đa. Ngoài ra, hình tượng sóng thủy ba, mi tứ pháp ở bên dưới của tụ bảo tài là những hình tượng quan trọng trong đạo Phật cũng như trong phong thủy, có tác dụng kỵ tà và hóa sát rất cao. Trong công ty, văn phòng kinh doanh thường sử dụng tụ bảo tài đặt ở quầy lễ tân, quầy thu ngân hoặc trên nóc két sắt. Đối với gia đình thì tụ bảo tài được đặt trên nóc két sắt có uy lực rất mạnh, giúp cho gia chủ giữ được tài lộc. Ngoài ra, tụ bảo tài còn có thể đặt vào những vị trí trung cung của phòng khách hoặc trên bàn uống nước, kệ tủ tivi trong phòng khách cũng là những biện pháp để hiệu quả giúp lưu giữ tài lộc. Đối với trường hợp nhà chung cư mà cửa chính thông với ban công khiến khí không được tụ, làm tản mát tiền tài không thu giữ được thì nên đặt tụ bảo tài ở vị trí gần sát với ban công hoặc trên kệ tủ tivi giúp lưu trữ lại tài lộc trong gia đình. Trong phong thủy, ngoài việc tạo ra tài lộc thì việc lưu giữ lại được những tài lộc đó cũng là việc vô cùng quan trọng. Nên tụ bảo tài thực sự là pháp khí số 1 có tác dụng đặc biệt hữu ích trong việc phát triển, hầu, thu và giữ về tiền tài. Tụ bảo tài được các thầy trong hiệp hội phong thủy dịch học thế giới phân hội tại Việt Nam cùng Phong Thủy Tâm Nguyên nghiên cứu và đưa ra ứng dụng. Đây thực sự là món quà hữu ích và món quà ý nghĩa nhất để các anh chị có thể dành tặng cho người thân yêu, người quen, người bạn bè, đồng nghiệp, người lãnh đạo hay chính là người sếp của mình. Long ấn vượng quan, pháp khí số 1 giúp thăng quan uy quyền. Ngày xưa mỗi vị quan viên cũng như các vị đế vương đều có một chiếc ấn ngọc để làm đại biểu cho thân phận của mình. Đối với quan lại chức vụ càng cao thì ấn ngọc càng đẹp.
đặc biệt là ấn ngọc đại diện cho vua chúa thì còn gọi là ngọc tỷ. Ngoài ra, rất nhiều người cũng thích điêu khắc vài chiếc ấn ngọc để làm văn chương, tuy nhiên không phải là ấn tăng quan nhưng cũng có thể thỏa mãn một chút tâm nguyện. Ngày nay, đối với công nhân viên chức, việc trưng bày ấn thăng quan trong nhà sẽ càng giúp gia chủ nhanh chóng thăng quan phát tài. Với công ty lớn, lãnh đạo hay nhân viên cao cấp nên để ở trên bàn làm việc hoặc trên kệ tủ sách. Về ý nghĩa thiết kế, tại phong thủy Tam Nguyên, long ấn vượng quan hay còn gọi là ấn ngọc thăng quan hay song long triều châu được chế tác từ khối ngọc pha lê đẹp tinh xảo, có khắc hình tượng con rồng cuộn lại chầu viên ngọc ở giữa. Hình tượng rồng là linh vật cát tường, không chỉ đại diện cho quyền lực tối cao, thiên mệnh cao cả, quyền uy tối thượng mà còn tượng trưng cho sự tịch tà, hóa sát, tránh những điều thị phi gièm pha sau lưng. Còn hình tượng Minh Châu đặt ở giữa ấn ngọc giúp cho người lãnh đạo có thêm tâm lý vững vàng, những sáng tạo mới mẻ để đưa ra những quyết định đúng đắn và sáng suốt. Ấn ngọc thăng quan giúp kích thích, tăng cường quan vận quan trường, đặc biệt thích hợp với công chức nhà nước hoặc những người theo con đường quan lộ. Ấn ngọc thăng quan đặc biệt hữu hiệu trong việc giữ chức vụ, chức quan được hanh thông, thuận lợi, ngăn ngừa những điều thị phi, kẻ tiểu nhân dòm ngó, hãm hại sau lưng hay liên quan đến mưu hèn kế bẩn. Ấn ngọc thăng quan đặt trên bàn làm việc rất hiệu quả trong việc giúp thăng quan tiến chức hoặc tặng cho lãnh đạo vào những dịp thăng chức, dịp cuối năm để làm món quà rất ý nghĩa. Ấn ngọc thăng quan muốn có được uy lực tốt nhất, phát huy công hiệu tốt nhất thì cần phải trải qua quá trình khai quang, điểm nhãn và xem người giờ đặt đẻ cụ thể. Tu bạch ngọc pháp bảo đại cát khai vận, chiêu tài chiêu quý nhân. Trong phong thủy, theo kinh nghiệm hàng ngàn năm của các đại sư phong thủy nổi tiếng, tỷ hưu là một mệnh thú hung mãnh nhưng lại là một mệnh thú mang ý nghĩa tốt lành. Đặc biệt, tỷ hưu không có hậu môn, nghĩa là chỉ có ăn mà không có nhà. Theo truyền thuyết, tỷ hưu đầu như kỳ lân, có một sừng, thân của gấu lại như của hổ báo và có cánh trên lưng. Tỷ hưu vốn là giống cực kỳ hung dữ, chuyên cắn hút tinh huyết của các loài yêu quái ma quỷ nên còn gọi là con tịch tà. Trong truyền thuyết Long Sinh Cửu Phẩm, tỷ hưu là một trong 9 người con của Long Vương. Tỷ hưu không chỉ hút tinh huyết của ma quái mà còn hút vàng bạc, báu vật của đất trời. Bởi thế về sau, tỷ hưu còn gọi là linh vật phong thủy giữ tài lộc số 1. Khi đó, tỷ hưu có các đặc điểm: miệng to, ngực to, mông to nhưng lại không có hậu môn, để chỉ có hút của cải vào mà không làm mất đi cái gì. Người làm trong giới kinh doanh tin rằng đặt cụ tỷ hưu trên bàn làm việc hoặc tại khu vực ban thần tài nhà mình là một trong những phương án hữu hiệu trong việc thâu thu tài lộc và tích trữ của cải. Những doanh nhân hàng đầu, họ quan tâm về tài chính và nhân sự lại càng ưa chuộng tỷ hưu trong việc bài trí trên bàn làm việc hoặc tại kệ tủ tài liệu sau lưng nhằm tăng vận các quý kỹ nhân tương trợ và thu hút tiền tài, nhân sự giỏi, đắc lực. Ngày nay, ai cũng có thể thỉnh tỷ hưu dùng để đặt trong nhà, văn phòng. Muốn bày tỷ hưu lấy lộc, phải để tỷ hưu ngoài trời cho hưởng linh khí thật lâu và phải được khai quang, điểm nhãn đầy đủ thì mới linh ứng. Tại phong thủy Tam Nguyên, phiên bản tỷ hưu bạch ngọc, pháp bảo chiêu tài, chiêu quý nhân với những điểm đặc biệt. Khác với tỷ hưu để hóa sát với dáng vẻ dữ dằn, tỷ hưu bạch ngọc với dáng nằm khoan thai và tự tại để thiên về chiêu tài và chiêu quý nhân. Được thầy Tam Nguyên cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới phân hội tại Việt Nam trực tiếp khai quang, nạp khí, điểm nhãn và giờ tí để vật phẩm được hấp thụ thiên địa nhân khí và âm dương ngũ hành với linh lực chiêu tài cũng như quý nhân mạnh nhất. Cùng với phương án ngày giờ sử dụng đúng với thông tin tuổi của thân chủ, linh vật phát huy công hiệu tối đa, giúp gia chủ tăng thu tài lộc, bổ trợ quý nhân. Kiện khang, pháp bảo trấn an, tăng cường hòa hợp, trường thọ diên niên. Bình an kiện khang được chế tác từ bạch ngọc, ngôn ngữ thiết kế với những đường nét mềm mại, nhẹ nhàng. Trên vỏ bình được khắc nét hình tượng của cây nhân sâm, có đầy đủ cả hoa, lá, rễ. Nhân sâm là loại thảo dược quý hiếm, rất khó trồng và là một trong 4 loại thuốc quý sâm, nhung, quế, phụng của Đông y từ ngàn năm trước, đem lại tác dụng rất tốt cho sức khỏe của con người. Hình tượng cây nhân sâm cho ta thấy ý nghĩa về cầu mong sức khỏe, trường thọ dài lâu. Trên miệng bình là cành hoa nhân sâm được chế tác theo ngôn ngữ của Gợi Như Ý, nên vật phẩm còn có tên khác là Bình An Như Ý. Trong phong thủy, Gợi Như Ý hay còn gọi là Vương Trượng Như Ý là vật mà thời vua chúa thường dùng để tượng trưng cho sự quyền lực và địa vị. Hoặc cũng có truyền thuyết từ Phật giáo là có vị Quan Âm Như Ý, tay cầm ngọc ý và luân bảo, tác dụng đáp ứng mọi yêu cầu của nhân gian. Gợi Như Ý có hình dáng đầu lớn và cong, phần đầu chủ yếu trang trí hình đám mây được làm bằng vàng, là cát khí may mắn giúp hóa giải hung khí của những sao xấu, tránh sự xâm hại của những kẻ tiểu nhân quấy phá, nhòm ngó, tăng cường sự thuận lợi công danh và sự nghiệp, sự quyền uy, tôn nghiêm và mong cầu mọi sự cát tường như ý cho gia chủ. Bình An Kiện Khang hay còn gọi là Bình An Như Ý được bài trí tại phương vị sao Lục Bạch. Năm 2019, Lục Bạch đào đến phương vị Đông phối hợp với Tiểu Hào, Quan Phủ nên gia chủ cần lưu ý về chuyện thị phi cũng như cửa quan mà mất tiền. Cho nên sử dụng bình này để giúp tụ lộc sinh tài.
kích hoạt sức khỏe bình an và hóa giải những điều bất lợi. Vật phẩm bình an kiện khang có tác dụng tăng cường sức khỏe bình an cho gia đình, đặc biệt trong những nhà có người hay đau ốm, bệnh tật hay mất ngủ, ngủ không ngon giấc, hoàn toàn có thể bài trí bình an kiện khang tại đầu giường. Ngoài ra, do có hình dáng miệng nhỏ, thân phình to giúp thâu thu tài lộc, tăng tài tăng lộc cho gia đình khi đặt ở kệ trang trí trong phòng khách, phương vị quý nhân hoặc những vị trí mà sao tốt đáo đến trong năm của ngôi nhà. Đây cũng là món quà tinh xảo có giá trị khi đem tặng cho lãnh đạo, đồng nghiệp trong dịp quan trọng, nhằm giảm stress khi làm việc căng thẳng, tăng tài lộc, gửi gắm tâm ý, mong muốn về sự may mắn như ý, an lành cho người mà bạn muốn gửi món quà này. Bình an kiện khang được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Di cập Thế giới phân hội tại Việt Nam cùng Phong thủy Tam Nguyên nghiên cứu và cho ra ứng dụng. Cảm ơn các anh chị. Như vừa rồi là những câu chuyện về vật phẩm phong thủy, là những câu chuyện về những món quà mà các anh chị có thể yên tâm lựa chọn, đó là những vật phẩm, là những món quà đặc ý anh chị dành tặng cho người thân yêu, người quen, người đồng nghiệp, người lãnh đạo, người sếp của chúng ta. Và còn chần chừ gì nữa, anh chị hãy vui lòng đặt lại câu hỏi, để lại thông tin họ tên và số điện thoại của các anh chị. Đội ngũ trợ lý hỗ trợ của Thầy Tâm Nguyên sẽ liên hệ, hướng dẫn, tư vấn với các anh chị tận tình nhất, để các anh chị có thể yên tâm lựa chọn rằng đây là món quà ý nghĩa nhất mà các anh chị muốn dành tặng đến người thân yêu của mình. Một năm 2019 sắp đến gần, đội ngũ hỗ trợ của Công ty Tâm Nguyên xin chúc tất cả các anh chị một năm mới an khang thịnh vượng, tâm tiểu dưỡng thành. Chúc xuân, chúc Tết, chúc bình an, chúc luôn vui vẻ, chúc giàu sang, chúc sang năm mới nhiều may mắn, công thành dân loại, chúc vinh quang. Cảm ơn các anh chị và hẹn gặp các anh chị trong những video tiếp theo.